Xin chào tất cả, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay là mình sẽ tiếp tục với Hungry Dragon. Trước ấy là mình đã cho anh quần phố của Luffy đi theo với anh Green Dragon này. Hôm nay mình sẽ có thể chơi một anh người mà có trong One Piece đấy, là mà thất phú hải chúa ca sa mạc, đó chính là Crocodile đấy. Ấy úi rồi, con này nằm ngửa mặt lên trời. Ôi bây giờ mình nằm ngửa mặt lên trời đấy, nhưng chứ dĩa dĩa răng rồi mình đâm một phát đấy, nước mắt cá sấu. À con này mình quên mất, mình xác nhận lại các bạn nhá. Đây, XS tức là cực kỳ nhỏ, còn S tức là nhỏ thôi. Ấy vừa vừa ạ. Anh này anh có màu tím này, răng cá sấu. Ui, răng nanh à? Ồ, anh này có răng nanh, răng anh này phát triển này các bạn ạ. Anh này thì đeo được 2 pet nhỉ các bạn nhá. Mình sẽ giới thiệu từng năng lực con pet một này. Đầu tiên là gọi là gì nhỉ? Từ snack gọi là gì? Cá mập để này, cá mập Licho, và nó sẽ cộng 10 thức ăn cho mình, tức là mình ăn vào thì nó sẽ hấp thụ 10 thức ăn cơ, chứ không phải là gấp 10% ấy đấy. Con này bay nhanh hơn đấy, bay nhanh hơn 10%. Con này là cái lâu lên đấy, tăng lên 10%. Con này điểm này, con này là trừ 10 đam này. Bây giờ mình sẽ đeo vest nó của mình này. Đây, đây chính là con lợn béo ục ịch, nhưng mà nhìn nó giống con cá sấu nên mình cho vào đấy. Giờ con lợn rất là béo, mỗi ngày cho nó ăn 200k, nó béo mập mỗi ngày. Theo mình sẽ cho cá mập vào vì đều là loài cá dưới biển. À, con này trên nước ngọt chứ. À, nước ngọt bay lên trời, the lưới ra này. À, bắt đầu thôi. Yeah. Đây chính là anh Crocodile. Dragon Crocodile ấy. Một anh từ dưới nước này. Chắc chắn là anh từ dưới nước anh đâm lên này. Đấy bây giờ anh từ dưới nước anh lên trên bờ anh làm rồng rồi. Từ vịt hóa thiên nga. Ui, anh này, ui, tốc độ anh này khá là cao các bạn ạ. Ơi, được đấy, bây giờ tốc độ bay của mình sẽ nhanh hơn một tí. Nào, mình sẽ bay phóng đi chỗ. Bay cao bay xa chứ các bạn ơi. Vậy thì có cách rồi các bạn ạ. Các bạn nhớ thành phố trên mây không? Rồi, là thành phố trên mây. Mình sẽ cố gắng bay được. Rồi, bay lên thành phố trên mây ngon. Có mấy con cừu. Anh này trâu máu hơn rất nhiều các bạn nhá. Nào, I can fly. Bay qua mấy tầng trời mây, bay qua mấy tầng địa ngục luôn. Thôi đi xuống này. Ui, ăn mấy ông sao sáng, một ông sáng sao rồi. Nào, còn xa lắm các bạn ạ. Ok, mình cứ phóng đi, yên tâm. Đấy, đớp mấy con này. Ok, đến luồng chưa? Luồng ở đây các bạn ấy nhá, mình phải đi đúng cái luồng của nó. Nào, đúng luồng chưa? Chưa các bạn ạ. Vẫn tự cù lắm. Xong nào. Úi giời, còn tí nữa thôi. Đây đúng không? Úi giời, chuẩn không cần chỉnh. Lên. Nào. Úi. À, cái luồng gió ở đây cơ các bạn ạ. Cái luồng gió nó ở đây cơ. Trong cái vòng này cơ. Này. Úi. Thành phố. Thành phố ở trên đội, cái đội khám phá vũ trụ ấy. Đấy, đội trên này. À, biết rồi nhá. Biết rồi nhá. Ôi giời, thì ra sống trên này trốn bị. Ui, là phun lửa đây. Phun lửa đây. Kinh ngờ. Ui, lại lao lên xuống như một vị thần. Thì bối lại chúng rồng bây giờ. Ngon quá. Ui, anh này có vẻ khỏe hơn. À, tù nhân của mình nhận. Đây là tù nhân này. Con Gobin à. Ây, ui, tuyệt chiêu quay tay này. Khá bảnh này bây giờ. Đây, tù nhân này. Tù nhân này. Tôi cậy mình không ăn người đâu. Con quỷ lùn này mình không sẽ ăn con quỷ lùn nhá. Con quỷ lùn bắt, dám bắt hoa hàng nhà mình cũng là người mà ai cho nó dám bắt. Ui, ôi giờ có khái niệm trời tối trời sáng này. À đúng rồi. À, đại bàng này, mình sẽ ăn hết đại bàng luôn. Tức sai mờ. Con nào nó nổ ghê thế. À con này. Đây các bạn ạ, cái cổng đây. Cái cổng ở dưới này, cái cổng trên này mình nhớ là XL cơ, tức là cực to luôn. Ở dưới này mới là X size bé này. Húc vỡ này.
đây rồi, mạnh chưa? Ăn ớt nào, khe lửa đi. Chuẩn bị khe lửa. Con chim sẻ, chim sẻ. À con cú con ạ. Con cú nó một khi nó gáy một phát là nguy hiểm lắm. Này cú này, bay ra ngoài gặp chị Thủ Ngọc này. Người này thì nhờn. Khám phá tiếp nào. Bên này thì mình không. À, ở dưới này có một cái khu vực để hút này, ngon. Ôi, tí đâm vào đây nhá. Bạn xem nào. Không, vượt qua cái này cơ bạn ạ. Vượt qua cái hốc này cơ. Đây. Trên này. Ôi giời, sai mờ. Sai mờ thì khó đấy. Ốc dưới. À quên mất đây. Mình quên mất các bạn ạ. Ở dưới này nghĩa địa các bạn nha. Nghĩa địa đây. Kinh lắm. Nghĩa địa đây này. Yeah, sao lắm đầu thối thế. Ôi giời, nghĩa địa đây. Có con phù thủy kìa. Lần trước nó dám phóng lựu mình. Này thì phù thủy. Bắn này rơi corona đi các bạn ạ. Đây là rơi corona. Còn cái rơi lần trước mình đi ấy, thì ra là rơi vàng. Ôi người khổng lồ. Người khổng lồ một mắt các bạn ơi. Ui người khổng lồ một mắt vàng kìa. Mình sẽ tiêu diệt người khổng lồ. May nhờn à người khổng lồ. Hứng. Chú nhờn. Nhờn này. Đùa này. Ui cắn chết cả người khổng lồ luôn. Kinh khủng. Excellent. Sao mình vừa cắn chết cả một người khổng lồ. Shit. Khỏe quá. Này thì phù thủy này. Phù thủy cắn chết là bình thường đúng không các bạn. Giờ là người khổng lồ một mắt ai. Cắn một hit. À vài hit thôi. Ui heo kinh cường. Heo bay này. Vừa đi rồi. Ở đây là đậu thần này. Khu vực này khu vực đậu thần các bạn ạ. Hay lắm, có khu vực đậu thần kìa. Sẽ đi đến khu vực này. Tiền thùng tiền này. Ui thế. Xanh. Ui à, zombie the dragon này. Ở đây đây. Cây đậu thần và ấy. Đây là cây đậu thần là cái gì nhỉ? Quên mất rồi. Mấy người chắc. Ây à. Đậu bằng ngư. À không lôi các bạn. Ui làm không lôi thế. Mình tổ các bạn ạ. Ui pet là mình ăn chị Thỏ Ngọc rồi. À người khổng lồ này. Đấy, người khổng lồ một mắt đấy các bạn ạ. Đây chính là người khổng lồ một mắt đấy. Được chưa. Tiếc là mình đi nhanh quá. Mình không để review được. À, em nhộn quá khỏe. Ui nó cầm chùy. Láo nhở. Đập ai. Mày biết tao đờ loa gần nó. Rồi nhờn. Dám cầm chùy đập mình các bạn ạ. Tại vừa nãy mình đi nhanh quá nên là mình không biết, không thể sâu cho bọn xem. Ui lại gặp như không. À người kẻ tha thử. Sao nhanh ăn hồi máu. Ôi rơi corona này. Ơi trên này có hòm tiền ạ. À? À không. À đây là cái tường. Ô khu vực trên này. Nhanh đi sang khu vực trên này. Ui bay lên trời cao. Ui bay lên trời. Em bay ra ngoài. Các bạn biết cái bài hát đấy, bài hát gì không? Bài hát của một cỏ đậu phiên Việt Nam ấy. Bay lên trời em bay ra ngoài. Tức là cái cỏ bóng nó bay ra ngoài ấy. Không phải là ui. Này con này cần phóng này. Mình hết máu nhiều quá. Nhưng mà không bao giờ chết được. Mình hết máu nhiều. Nhanh. Ui ấy chết. Con rồng cấp cao. Rồng cấp cao bên ạ. Vừa nãy mình gặp một con rồng cấp cao. Hay đấy. Rồng cấp cao. Ui mega rồi. Rồng cấp cao đâu. Rồng cấp cao này. Cảm thấy sức mạnh của mega không. Rồng cấp cao đi luôn ạ. Ai kinh quá. Ui toàn rồng cấp cao đây ạ. Ui chết rồi. Đây mình lao nhanh quá nên đâm vào con kia. Là cũng có bọc tan xác luôn rồi. Đây tan đánh sát pháo rồi. Vừa nãy mình quá chế độ mega tối thượng. Chết kinh khủng luôn, hết luôn ấy. Quá đỉnh, 60.000 điểm là yes, đăng tiền ấy. Ui, cho nhiều tiền thế. Thằng nào. Ui, lại Air Dragon rồi. Thằng nào. Xe có đi cọ, ui rồi. Ôi, yes. Nó cộng cái này cho mình, nó càng ngày nó càng dài nhé. Chứ không phải là nó thấp đâu. Ơ, cái danh của mình đâu. Ok, qua đi. Giờ mình đã lấy quả trứng rồi. Nào, chết rồi. Nó sẽ đi đây.
tâm vào xong mà. Đấy, xong rồi. Rồi quay trở lại trò chơi chúng ta. Mình nghĩ lại, anh mình suy nghĩ làm tí nhá, tại vì là chúng mình đang ấp đây. Lép mình đi đấy. Tội nghiệp anh này rất là nhiều nhưng mà giá 10 đam tức là giá 10 sát thương ấy. Đấy, giờ là gọi là tinh tinh khí đột dạng monkey đi dragon dạng vơ snai con ạ. Có vẻ anh này sống lâu quá trưởng rồi. Chưa kịp thôi, hy vọng là lần này mình gặp được anh người khổng lồ ấy. Để mình sâu được mà xem tài nguồn anh mình đeo cái anh gọi là lợn rừng ấy. Cái gì? Pink, à pink lợn rừng, pink dragon. Thế là anh đi nhanh quá đấy đấy. Chế độ bình thường đi hơi chậm nhưng mà nó được cái là nó ấy. Úi giời, phóng lại ấy. Úi giời, nó phóng ra kìm vãi. Nó kiểu con cá nóc ấy. Không thú ấy, mình là cá mập, nó là cá nóc. Úi bay lên 19 tầng địa ngục. À không phải, bay lên gặp Thánh Ino con ạ. Bay qua cả trái đất. Úi giời, lao như một quả thiên thạch. Úi, trận động đất thiên thạch của con dragon đã tạo ra một sức mạnh ấy. À con ạ, thì ra vậy, nó có ghi city này. Go city tức là Gobin city tức là thành phố người lùn, quỷ lùn vân ạ. À, mình sẽ đi chỗ khác. Đó là Gobin city. Đại bàng này. Đại bàng à. Ui nào. Con này, con mình cho sấp mặt này. À đây. Chọi bom này. Nhân. Ui cái này đền thờ đúng không bạn? Đền thờ đúng không? Đền thờ quỷ lùn. Chỗ này mình vào đúng không? À, chỗ này mình vào được bạn ạ. Chỗ này mình vào rồi. À, chắc là mình đi chỗ khác này. Ui, chỗ này là ngư không ui, là lại xuống địa ngục các bạn ạ. Rồi, vừa chết xong là xuống địa ngục luôn. Gặp phù thủy cắn luôn này ấy. Con này rất là má. Gặp phù thủy thì kiểu như là gặp thần chết ấy, nhưng mà vẫn không sợ ấy. Cắn chết luôn. Này thì một cái XIM cơ ấy, con nào đấy. Ui, này con ạ. Quay trở lại gặp anh người khổng lồ rồi đấy. Ui, anh đạp đâu phết. Này, thấy chưa? Quá ngầu luôn. Ôi, chạy. Nó đập đau quá. Nào, tạm rơi Corona đi. Ui, nhanh phù thủy này rồi. Nó nhờn mình đúng không? Nhờn này. Nhanh. Ok. Nhân này, đùa với anh à. Chỗ này hết thức ăn rồi các bạn ạ. Mình đi ra ngoài đấy. Mình sẽ bật map này, mình đi ra ngoài. Rồi. Giám hộ báo cáo tròn với mình. Khu vực này mình xuống rồi. Rồi chắc là mình... À đúng rồi, quên mất. Anh Jokodai là dưới nước mà. Mắc mới gì phải lên trên bờ đúng không? Giờ xuống dưới nước nghịch nước cái nào. Dù nghịch nước là gọi là ướt chân tay đấy. Giờ anh hóa thành dòng mà mình không biết nghịch nước có được không nữa. Nào, lối nhảy đen này có một lối các bạn ạ. Dưới này có một lối này. Úi dồi, nhờn. Hóa thành cát bụi hết các bạn ạ. Cát, chị thỏ ngọc vàng này. Này thì chị thỏ ngọc vàng này. Khu này toàn ma quá thì các bạn ạ. Úi, what the hell? Mình đớp luôn cả con ngựa. Ui, mình khủng quá. Xong rồi. Xong con này rồi. Mình hết đống này đã. Ôi, có một cái hàng ở đây còn nhá. Ui, chữ cờ này. Chữ hungry chứ không phải hungry the wagon đúng không ạ? Ui, toàn mình chất hóa học gì đây. Xanh nào. À, khu vực này, khu vực sinh sống của mấy con quỷ. À, ăn lướt vào cho nó cay phồng lưỡi đi. Sao mình nãy giờ mình vẫn chưa đến nhỉ? Rộn. Zombie dragon này. Phá được bức tường này. Fire rod. À mình cần. À tức là bức tường đấy là gọi là bức tường băng nên mình cần phun lửa thì đi. Tức là bức tường đấy các bạn ạ. Ui à, mình ăn cả bình rượu luôn ạ. Hay thật. Ấy đấy, dương kho báu đây. Ngon quá. Ôi. Này. Ui phóng như tên lửa hạt nhân luôn các bạn ạ. Ui fire rod rồi. Nhanh, phá bức tường này. Ôi giời, thiêu rụi tất cả các bạn ạ. Ôi, gin. Con nào dưới nước đó. À, dưới nước ở đây. Ôi chết cha.
Đây, dưới nước ở đây các bạn ạ. Xuống dưới nước nào. Ui, bắt cá, bọn này bắt cá rồi. Hết hơi thở các bạn ạ. Giờ anh Crocodile lên bờ rồi. Cần hơi thở, ui là mình thấy mình ăn hết cả thùng rượu này, ui say quá. Ăn nhiều rượu, uống nhiều rượu quá say rồi. Ấy, xuống đây bắt cá. Đi là hà, thích đi là hà. Ui, con cá mập to thế. À, mình phát hiện ra các bạn ạ. Thì là con cá mập mình đây. Ui, lúc đầu bé tí vậy đúng không? Thì xuống dưới nước, siêu to khổng lồ các bạn ạ. Ui, mình tí ngạt thở. Bay lên ngạt thở chết đấy. Quay trở về khu vực mình này. Ui, chết, đói quá chết rồi. Rồi, xong rồi. Xong rồi, đói quá rồi. À, có thằng người lụn. Nhanh đi, này thịt người lụn này. Ôi, đi lên. Hết sức bạn ạ, hết sức không phóng đi trâu được. Hay thật. Rồi, người lụn này. Thoát ra bằng cách này. Đi lên. Nào, nhớt. Ui, chỗ này ít thức ăn quá. Ui, toàn thức ăn độc thôi các bạn ạ. Ui. Ăn tạm cái này đây. Này phù thủy này, mày có hồi máu rồi. Ăn được bằng phù thủy không nào. Ôi, hay quá. Ôi, mình ăn bình. Á đủ. Mình ăn cả bình rượu rồi ta. Ui, toàn bằng phù thủy này. Ui, lại người khổng lồ các bạn ạ. Giết người khổng lồ. Ui, nó đập mỡ cái lồng này. Với lại, ui, thằng ăn trộm mình cướp tặng người dân áo già. Ui, tội nghiệp ông già kia vãi. Nó đập vỡ cái lồng với lại nó chết mình luôn. Khổ quá, chú trương các bạn nhá. Ui, rồi, mở hết dương rồi. Xem có gì mới không? Nó cho mình cái gì không? À, bảng xếp hạng này. Mình đứng thứ 37 rồi, chúng mình cày kinh thế. Xanh. Rồi. À, hiểu rồi các bạn ạ. Nó cho mình gọi là nó tính cái điểm mình hồi phun lửa ấy. Trận này ấy là mình chắc là mình sẽ thiệt thôi, nhưng mà mình phải đợi con vài con tí nha các bạn nha. Có vẻ như là chắc là mình sẽ đổi anh này nha. Rồi. Ui giời. Dạ. Rồi giờ cho anh heo mập vào ấy. Rồi. Bay nhanh như là The Flash. Ô mà The Flash chạy cứ phải bay đâu ta. Bao giờ mình được con này ấy. Bao giờ mình được con này. Ngầu quá các bạn ạ. Bao giờ mình ăn cả cái thuyền luôn chứ. Đủ ấy. Sao lúc nào mình vào mình cũng gặp chị Thỏ Ngọc nhỉ. Hay thật. Nào, ăn nhìn, gìn. Nhờ đuối rồi. Úi rồi, sau lần này toàn gặp ma này. Bị quỷ ám à. Giết nhiều quái vật, con vật à. Giết nhiều người khổng lồ là bị quỷ ám à. Hay sao? Này thì con gì đấy. À, Phượng Hoàng Lửa, vẫn là Phượng Hoàng Lửa nhé con nhá. Rồi, đây là khu ở của dân này. Ui chết cha, đớp nhầm rồi. Đây là mấy con cừu này. Ấy, mấy con cừu mình đớp được hết. Ấy, khi nào mình ăn cả luôn cả con bò không? Nào đớp cả. Ui, kinh quá. Zokurai the Dragon, các bạn đã bao giờ thấy một con cá sấu nó từ dưới nước nó trồi lên nó. Rồi nó ăn cái con, ăn được con bò các bạn chưa? Đây là lần đầu tiên mình thấy. Đây là một ông già mình không cắn ông này thì phù thủy này. Đâu rồi, phù thủy này mình sẽ giết. À đây. Này, phù thủy bắn này. Mình đang cần tìm con lại, mình đang cần tìm con đấy. Này, người khổng lồ. Chết, phóng luôn. Phóng ấy. Trời, người khổng lồ chết lúc này thì đùa với anh là người khổng lồ. Chú thích đùa anh không? Xua hết đùa được chưa? Ui dồi, mình lao hẳn vào ngư không bạn ạ. Nào, ui sao đây là toàn người gì ta? Người quỷ lùn bạn ạ, chỗ này toàn quỷ lùn thôi. Ui, ném bom, đánh bom cảm tử à. Ai đấy, thằng giết đâu đâu. Chán quá, để xem còn gì mới không. Ây, heo kim cương, ui, ăn nguyên một con heo vào mồm. Heo này, the dragon heo, mình có một con the dragon heo quá cám. Ui rồi, thiêu rụi cả một người khổng lồ luôn, kinh quá. Kinh. Ui, hết bố rồi. Zombie the dragon này. Đây là khu dân làng.
mình ăn được cả cái nhà không ạ? Chạy đây, thôi đi 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 chỗ khác. Dần... À, ui ui ui, sao chỗ này nhiều rồng rồng rắn lên mây thế? À, ở đấy. À, lại con này cũng giống mình, con này giống crocodile mình nhưng mà nó là zombie the dragon. Thôi phóng. Ui, có giò ma đó kìa, ma hắc ám mà hay sao? Ui chị Thỏ Ngọc này. Ôi chị Thỏ ơi, chú quậy đâu? Chú quậy đang nằm trong bụng em này, chị tìm đi rồi, chị tìm rồi. Chị quyết định đi tìm rồi các bạn ạ. À, chị quyết định đi tìm trong bụng rồi. Ui chị trời ơi. Gặp toàn con phòng thánh phòng tôm này. Ui ớt cay xẻ lưỡi, ớt cay xẻ lưỡi này. Ui. Sao khu vực này ít đồ ăn thế? Chuyện sang ui ngon. Nhanh. Đớp mấy con cừu vậy. Rồi. Nào. Ui ăn chị Thỏ Ngọc luôn này, xem con. Ui ăn chị con kia. Ta khè lửa đây, cúp nhanh. Ta là The Dragon khè lửa đây. Yeah, mà The Dragon phải khè lửa chứ ta. Lộ. Ui. Không nhanh thế. Thế nào? Anh này còn gì có thể khám phá được không ta? Bên này, ui. Bên này là một rừng cây này. Hay nhờ. Thử sang bên này xem nào. Phóng ly. Có vẻ hành trình không dễ dàng như mình nghĩ các bạn ạ. Các bạn có thể... À ơi, bên này mở đường này. Mở được không? Chưa nhầm đã. Mình nhầm á, rộn. Đây thì nhờn này. Đùa mình đúng không? Mình đùa mình. À, đằng sau đi lại không còn. Đại zombie dragon này. À, ôi, con nào màu vàng ấy. Rồng vàng này. Úi giời. Đấy nó khỏe quá các bạn ạ. Ồ, sắp đến rồi. Nhanh, phóng. Ui. Sao khu vực này. Ui, chết. Chỗ này nhiều ấy lắm này. Nào, này, à, cần cấp độ bình thường các bạn ạ, nó phải cho mình, nó khôn quá. Này thì định phòng, con ấy định phòng tôm các bạn ạ. Này, ui, nó phòng tôm được kìa. Hay thật, ui, hết máu. Cha, người khổng lồ, nhanh, giết người khổng lồ nhanh. Này thì, ui dồi. Một chút sức lực còn lại mình đã không thể tiêu diệt được anh lần này. Giờ xem nào, lần này à, chơi được lâu phết đấy. 57.000 điểm không bằng lần trước rồi. Sức cả nhào xem mình tung ấy rồi nha. Ơi nó không cho mình xem tốt mà. Từ top 36 đến top 38 mình xem của nó được này. Hay thật. Để mình xem dòng của anh top 1 là con nào. Ui, nhiều thằng cày ghê thế. Thằng top 1 trong quán mình xem thằng có 1 trước. Đâu? Ui, con này cao vãi. Con này tên là Blazio. Giàn bét luôn các bạn ạ. Kinh quá. Mình mẹ Crocodile Dragon đúng rồi. Khi nào mình đầy cái này có khi được cái gì? Ui, million chắc là tỷ nhỉ? À, triệu nhỉ? Chắc vậy. Triệu rồi. Sao lần này anh toàn rõ vậy? Bây giờ vừa nãy là ui anh à, đây là hang của mình các bạn ạ. Mình kiếm được bao nhiêu tiền mình mang về hang hết đấy. Thôi video đến đây đã dài rồi nên tạm biệt các bạn.